Chặng hành trình tiếp theo là chuyến tàu đêm Ulaanbaatar lên Subbaatar ở miền biên giới Mông Cổ, Nga. Tàu khởi hành lúc 20 giờ 5 phút. Trên lý thuyết là đã buổi tối rồi, nhưng lúc này trời vẫn còn sáng rõ. Miền Bắc Mông Cổ là vùng đồi núi và thảo nguyên xanh, khác với vùng sa mạc ở miền Nam. Các bạn, sau những ngày ở thành phố Ulaanbaatar và đất nước Mông Cổ, hôm nay thì tôi đi tàu xuyên đêm từ thủ đô Ulaanbaatar lên thành phố Subbaatar ở miền biên giới giáp với nước Nga. Và từ thành phố Subbaatar thì tôi sẽ đi qua biên giới đến thành phố Ulaan-Ude và tiếp tục hành trình tàu hỏa đi về phía Moscow. Vào rạng sáng hôm sau, tàu đến ga Subbaatar. Từ đây nhà báo Đỗ Hùng đi xe ra biên giới. Sau khi làm thủ tục xuất nhập cảnh xong, xe còn chạy khoảng 200 km nữa trên đất Nga để đến thành phố Ulaan-Ude. Đây là điểm bắt đầu của hành trình xuyên Siberia đến với thủ đô Moscow, nơi sẽ diễn ra trận khai mạc World Cup 2018. Như vậy là sau một chặng đường dài từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội lên Bắc Kinh rồi Ulaanbaatar, nhà báo Đỗ Hùng đã đặt chân đến Nga tại Ulaan-Ude, coi như đã đi được nửa chặng đường. Còn hơn 5.000 km nữa ở phía trước với nhiều bất ngờ thú vị. Mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé! Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.